Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là xu hướng phát triển tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Hiện nay, những mô hình này đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nó tạo ra thay đổi trong tư duy sản xuất của nông dân, chuyển biến rõ rệt trong nông nghiệp. Mặc dù xu hướng này đang có nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để định hình phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững gắn với thị trường tiêu thụ, các địa phương còn gặp nhiều gian nan. Chuyên mục vấn đề và sự kiện tuần này của Báo Dân tộc và Phát triển bàn về chuyện đồng bào dân tộc thiểu số làm nông nghiệp hữu cơ. Mười năm sau ngày thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông thôn và nông dân ngày 29 tháng 8 năm 2018, Chính phủ ban hành nghị định số 109 năm 2018 về nông nghiệp hữu cơ. Đó là kim chỉ nam để các địa phương, nhất là các địa phương miền núi, ban hành các nghị quyết từ tỉnh đến huyện về phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ, xây dựng chuỗi giá trị, tạo điều kiện để doanh nghiệp vào đầu tư. Từ đó, nhiều vùng nguyên liệu hữu cơ hình thành, sản phẩm hữu cơ của người Việt lần lượt đến được với các thị trường khó tính nhất thế giới, không chỉ giúp người dân xóa đói giảm nghèo mà còn có cơ hội làm giàu trên chính quê hương mình, nơi vốn là những vùng đất khô, đất khát. Tính đến nay, mô hình liên kết chuỗi giá trị quế hữu cơ ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái và gừng hữu cơ ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đều đã có diện tích đáng kể với hàng nghìn hộ nông dân tham gia. Bộ mặt nông thôn của hai huyện vùng cao này đổi thay rõ rệt. Những ngôi nhà kiên cố khang trang dần mọc lên thay cho những mái nhà tranh, mái ngói, những nhà sàn ngày trước. Đời sống người dân nâng lên rõ rệt bởi không chỉ thu nhập cao gấp 5 đến 7 lần, thậm chí hàng chục lần từ những vùng nông sản hữu cơ của gia đình, mà người nông dân còn có thêm cơ hội nhận lương ổn định hàng tháng tại nhà máy chế biến đặt tại địa phương. Ông Hoàng Văn Định, xóm Ngườm Vài, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, chia sẻ rằng, trước đây năng suất trồng gừng nhà ông chỉ đạt 1 tấn trên năm, thì hiện nay với phương thức canh tác mới đã đạt 3 tấn trên năm. Năm nay, dự kiến nhà ông Định thu hoạch khoảng 4-5 tấn với giá dự tính 15.000 đồng trên kg, gấp hơn 2 lần so với giá sàn. Gần đây chúng ta nói nhiều về nông nghiệp hữu cơ, được coi là một giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong bối cảnh nguy cơ hiện hữu của canh tác hóa học, khai thác đến suy kiệt đất đai, nguồn nước. Đây là chủ trương đúng đắn nhưng còn khá mới mẻ vì lâu nay chúng ta tập trung làm nông nghiệp an toàn. Nông nghiệp hữu cơ là các hệ thống quản lý sản xuất toàn diện nhằm đẩy mạnh và tăng cường sức khỏe sinh thái nông nghiệp, bao gồm cả đa dạng sinh học, các chu trình sinh học và năng suất sinh học. Nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh việc quản lý các hoạt động canh tác, giảm thiểu việc dùng vật tư, nguyên liệu từ bên ngoài và có tính đến các điều kiện từng vùng, từng địa phương. Nông nghiệp hữu cơ được thực hiện phụ thuộc vào khả năng từng vùng về các phương pháp trồng trọt sinh học, cơ học, hạn chế việc dùng các vật liệu tổng hợp để đáp ứng bất cứ một chức năng riêng biệt nào trong hệ thống. Nông nghiệp hữu cơ hạn chế tối đa việc sử dụng các hóa chất gây độc hại cho cây trồng và môi trường sống, như các loại phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc kích thích sinh trưởng, tăng trọng, hóa chất dùng để bảo quản. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có chất lượng gần giống với sản phẩm của thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe con người, mùi vị thơm ngon. Nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng phát triển trên thế giới trước nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, cũng như việc bảo đảm sự bền vững cho môi trường. Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, cả nước có khoảng 220.000 ha canh tác hữu cơ với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt 335 triệu USD, tăng gần 15 lần so với năm 2010 và đứng thứ 8 trong 10 nước có diện tích nông nghiệp hữu cơ tại châu Á. Diện tích được chứng nhận trồng trọt hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam tăng dần hàng năm. Đến năm 2023, đạt hơn 2.828 ha, trong đó khu vực miền núi phía Bắc chiếm hơn 271 ha, chủ yếu trên cây chè. Ngoài ra còn có cây ăn quả, cây gia vị và một số loại rau, nấm. Tuy nhiên, Cục trồng trọt đánh giá đây là các con số khá khiêm tốn so với diện tích trồng trọt ở nước ta. Mặc dù vậy, sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở các tỉnh miền núi vẫn phát triển thiếu đồng bộ, mang tính phong trào. Diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ và được chứng nhận hữu cơ còn ít. Nguyên nhân là do để được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ, cần trải qua thời gian vài năm cải tạo đất, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, chăm sóc cây trồng, ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất. Chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ có giá trị trong 3 năm. Sau đó, phải thực hiện các quy trình từ đầu với chi phí khoảng 50 triệu đồng trên hecta. Trong khi đó, do khâu liên kết sản xuất, tiếp thị, quảng bá sản phẩm còn yếu, cho nên thị trường tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Đã từng có thời điểm bắp cải Mộc Châu, tỉnh Sơn La sản xuất theo quy trình hữu cơ, nhưng không ai mua. Người dân phải chặt bỏ, đổ đầy lên bờ vì đến vụ canh tác mới.
Hoặc ngay như ở Vân Sơn, tỉnh Hòa Bình, nếu không tìm được đầu ra bền vững, người dân ở đây sẵn sàng để đất nghỉ. Họ chỉ trồng rau hữu cơ trái vụ vì cho rằng trồng rau hữu cơ chính vụ cũng không thể cạnh tranh được với những vùng trồng rau khác, nhất là những vùng rau không sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững. Thưa quý vị, sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tại miền núi còn gặp nhiều thách thức hơn. Có thể thấy, dù tại các tỉnh miền núi đã hình thành một số mô hình nông nghiệp hữu cơ, nhưng quy mô còn nhỏ, thiếu bền vững. Để đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ, vùng sản xuất hữu cơ phải có vùng đệm. Tuy nhiên, với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, nếu một hộ gia đình sản xuất hữu cơ, nhưng ở bên cạnh đó, hộ gia đình khác không sản xuất hữu cơ, thì đương nhiên hộ sản xuất hữu cơ sẽ không thể đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Bên cạnh đó, năng suất cây trồng vật nuôi theo phương thức hữu cơ thấp hơn so với sản xuất an toàn, do không dùng phân bón hóa học, hormone tăng trưởng, công nghệ gen. Sản xuất hữu cơ tốn nhiều công lao động hơn, chi phí sản xuất lớn, dẫn tới giá thành sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cao nên ảnh hưởng đến việc mở rộng diện tích. Bên cạnh đó, hiện nay chính sách cho sản xuất hữu cơ đã có nhưng mới chỉ tập trung cho sản xuất, chưa có chính sách cho các đối tượng khác tham gia trong chuỗi giá trị, như chính sách khuyến khích sản xuất các loại vật tư phục vụ sản xuất hữu cơ, chính sách khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm xanh. Ngoài ra, thói quen của người dân về sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học vẫn phổ biến. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn manh mún, diện tích còn khiêm tốn và không tập trung. Các khu vực sản xuất hữu cơ phần lớn đang ở dạng mô hình cho nên diện tích nhỏ, khiến chi phí đầu tư cao. Để phát triển và mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thời gian tới, các bộ ngành địa phương miền núi cần có các chính sách hỗ trợ quy hoạch vùng sản xuất tập trung, xác định vùng canh tác hữu cơ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, cung cấp các chính sách hỗ trợ tài chính như vay vốn ưu đãi, hỗ trợ thuế và phí, giảm giá cho các nông dân chuyển đổi sang nông nghiệp tuần hoàn và hữu cơ. Tiếp tục tư vấn cho người nông dân về các phương pháp và kỹ thuật sản xuất tuần hoàn và hữu cơ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, các địa phương cần xây dựng đề án về nông nghiệp hữu cơ để xác định đúng sản phẩm có lợi thế để có thể phát triển thành sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đồng thời quy hoạch và xây dựng vùng thâm canh sản xuất nông nghiệp hữu cơ đủ lớn để có khối lượng hàng hóa có thương hiệu. Cùng với đó, cần hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ mới để cải thiện hiệu suất sản xuất và giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đầu tư vào cơ sở hạ tầng vận chuyển và lưu trữ để hỗ trợ việc phân phối sản phẩm nông nghiệp hữu cơ từ nông trại đến thị trường, đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác, xây dựng và nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ hiệu quả, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tiềm năng phát triển, tập trung vào chất lượng và không làm theo phong trào, ưu tiên dành những nguồn lực cần thiết tối đa hóa các nguồn lực để phát triển. Thưa quý vị, tăng cường và kết hợp tham gia giám sát năm nhà nước kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà khoa học kiểm soát về giống và thuốc phòng trừ sâu bệnh, nhà doanh nghiệp giám sát về chất lượng, nhà nông giám sát lẫn nhau và người tiêu dùng giám sát các doanh nghiệp là giải pháp để phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững. Đến đây, Minh Nhật xin được khép lại chuyên mục vấn đề và sự kiện của Báo Dân Tộc và Phát Triển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.